Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn mạng trên trang web đọc văn kimtu.com. Thì video trước chúng ta đã xong được cái bước số 1 là vẽ xương rồi, chỉnh được cái vị trí xương cho đúng rồi, đúng với cái lớp da rồi. Hiện ta sẽ tới cái bước số 2 là chúng ta sẽ tạo ra những điểm control ha. Rồi, tạo điểm control cũng tương đối dễ thôi. Ta sẽ điểm control đúng không? Quên đó. Ta coi những cái xương này ta có thể là gập nó lại cho nó gọn gàng tí bạn. Nó hơi lu bu tí. Nó hơi lộn xộn. Thì ta coi gặp gì lại như là cái xương tôi nhìn này to rối quá, xương đầu nè, ta tạm ẩn cái lớp da đi ha. Rồi thì đây là cái phần xương đầu, xương cổ, xương ngực, xương bụng, xương đùi. Giòn ý, cái giòn này là cái gì mà ta tự nhiên nó lại nằm che leo ta? À, cái này là cái bắt đầu của cái xương xương bụng mà. Đây nè, xương bụng nè. Do nãy tao nói các bạn là khiến tao vẽ tao chèn thêm hai cái giữa. Chứ bình thường tôi không cần cái xương này đâu, tại vì tao thêm mà. Tao đặt tên là xương xương bụng các bạn ha. Cái này là cái xương gì? À, xương chậu là ở giữa nè, rồi xương hai đùi hai bên. Xương chậu giữa, xương hai đùi hai bên. Rồi. Cái này là xương bụng. Đặt tên này là xương bụng đi bạn. À, xương này xương bụng 2 đi ha. Đặt tên cho nó rồi. Xương bụng 1 đi. Xương bụng 1 là cái tiếp xúc, cái đầu tiên của tiếp xúc với cái phần xương chậu nè. Rồi tới xương bụng 2 là cái chỗ này. Lên tới đây là xương xương ngực ở trên đây rồi. Còn này xương bụng 3 đi ha. Chả biết đặt tên gì đó. Đặt tên cho nó giống như xương bụng số tự đi. Rồi. Xong các bạn. Nó thì bạn, nếu mà bạn nào đã bạn nhìn cái cánh ta làm nè, là xương chậu là cái trung tâm của nó, trung tâm của mọi cái xương. Rồi đó tới xương đùi trái, rồi tới xương đùi phải, rồi tới đây là xương bụng ha. Nó cái cách là làm là vậy đó. Ok ha, nó chỉ là gặp như vậy thôi. Nó rồi ta sẽ xem, chúng ta sẽ so sánh với cái file charter object của nó đúng không. So sánh của nó có gọn gàng giống như không, làm phải so sánh ha. Nó đây cái charter object nó cũng làm giống ta nè. Cái này nó đang hiển thị theo dạng component. Bạn hãy chọn cái charter, chọn cái display, chọn cái manager nè. Đang hiển thị dạng component là từng cái thành phần gộp như này. Đây gọi là từng thành phần gộp. Bạn muốn hiển thị cho đầy đủ xương thì bạn nhấn full này. Đó. Nó thì cái xương nó cũng làm cái trang ta đây. Chữ tiếng Anh không à. Thấy chưa? Đây nè. Đây là cái xương chậu của nó nè bạn. Y chang chúng ta làm luôn. Rồi, còn đây là cái bên đùi phải, bên đùi trái, thấy chưa? Rồi còn đây là cái phần nó thêm cái xương chỗ cái gì ta, cái xương chậu chúng ta chọn đưa xuống nữa, đưa xuống cái phần này nè, đưa xuống cái hướng chỉ xuống nè. Nó thì chúng ta không có làm cái này, ta chỉ làm cái chỉ lên thôi. Nó thấy chưa, cái phần máy nó Simafoli nó làm cũng giống ta làm thủ công rồi đó. Rồi ta muốn cố tình nói cho bạn để bạn hiểu được á. Rồi giờ chúng ta sẽ tiếp tục lại cái này đi. Rồi cái này chúng ta đặt tên đi bạn, để cái root thì nó không hay. Như bạn đặt tên cái này là cái character thì giống ông trên rồi. Ta đánh tiếng Việt cũng đi bạn ha. Cái xương. Rồi, xương. Ghi chữ xương thôi. Rồi, giờ ông ta làm gì ta? Nãy ta nói tới gì rồi? À, tạo ra những cái điểm control. Nhớ rồi. Điểm control thì bạn sẽ nhớ cho tôi nguyên tắc là điểm chuyển động IK bạn. Thì cái tay này là một cái nè. Cái chân này là một cái, hai cái. Rồi. Còn những cái ngón tay này là một cái nữa, là chúng ta có 5 ngón tay. Ý sao có cái ngón này nó cao hơn những ngón còn lại. Rồi đó, đầu tiên ta làm những cái đơn giản trước đi. Thì làm đầu chuyển động IK ha. Thì ta chọn zone nè. Thì ta chọn coi đây là cái xương nào cho nó sổ ra. Nó nằm trong cái xương xương bụng. Tất nhiên là từ cái phần bụng trở lên là xương bụng rồi. Rồi nó nằm trong đây nè, xương vai. Rồi chúng ta sẽ click tới đây là xương vai tới đây. Rồi chúng ta chọn cái xương vai mà. Đây là cái điểm bắt đầu của chuyển động IK. Là cái xương vai đây. Thì chúng ta click chuột phải nó. Chúng ta thêm nó cái thẻ gì bạn. Thẻ gì? Thẻ IK ha. Thẻ IK. Thẻ IK đúng rồi. Thẻ IK. Đây. Nó. Rồi. Thì cái thẻ IK này bạn click vô đây. Thì nó sẽ cái điểm kết thúc của điều khiển IK là gì bạn. Chính là ngay chân cái cổ tay. Lưu ý ha. Ngay chân cái cổ tay chúng ta. Đúng không? Nhìn từ trên xuống coi, đúng rồi. Đây là cái cổ tay ta, còn xuống đây là cái bàn tay. Rồi, cái cổ tay ta là cái điểm này nè bạn.
bạn phải xác định cái điểm này là điểm gì, cái điểm này là cái gì chúng ta lôi vô đây ha. Bạn có thể là chọn chế độ khóa này đi, khóa cái này lại đó. Thôi bạn lít vô cái này nó sẽ chạy á, ta lít vô đây thử cái điểm này là tên gì ha. Đây chính là cái L xương cổ tay nè đó. Rồi ta sẽ lôi cái L xương cổ tay này xuống vô đây, xuống cái điểm N nè, điểm kết thúc nè đó. Lưu ý ha, bạn phải khóa lại chúng thôi. Khi bạn đang chọn cái chỗ này nè, xương cổ tay tự động nó sẽ chuyển đến cái thuộc tính của cái xương cổ tay, nó không còn thuộc tính của IK nữa, nên bạn phải khóa này lại. Rồi hoặc là tôi nhìn ở đây tôi biết là tôi lôi xuống đây luôn. Đây là điểm kết thúc nè bạn. Thì khi bạn vừa làm xong bạn nhìn thấy được điều gì, nó sẽ sinh ra lên ta cái cọng dây chằng rồi đó, cọng dây màu xanh lá cây nè, nối từ điểm IK này đến cái cổ tay này, nó xanh lá cây nè, thấy chưa, bạn nhìn rõ ha. Rồi IK nè, nó xanh lá cây nè. Rồi xong, xong rồi đó bạn. Rồi giờ chúng ta cần phải có những cái điểm điều khiển bạn. Muốn cho điều khiển đó, thì chúng ta sẽ dù tôi nhấn thử cái control thử cho nó xoay cho bạn hình dung ha. Dù tôi chọn cái điểm này, rồi tôi nhấn chữ R, tôi xoay thử. Ôi xin lỗi, tôi di chuyển vị trí chứ, di chuyển vị trí cho bạn thấy nè, thấy chưa, nó thấy chưa, đó là chuyển động IK nó, thấy chưa, nó rồi. Ủa rồi control đi. Tới đâu rồi ta, cái này là xương vai, xương khuỷu tay, xương cổ tay. Rồi giờ ta sẽ sinh ra những điểm control bạn, thì cái chữ gon là bạn lít vô s gon đây nó, thì nó sẽ sinh chúng ta được cái điểm điều khiển. Rồi cái điểm điều khiển hiện tại nó đang là một cái chấm á, nên bạn ta bỏ cái này đi. Rồi ta chọn cái điểm điều khiển nè, nó đang là một cái chấm thì thường cái cổ tay ta sẽ chọn hình hợp á đó, như thế này, quen thuộc chưa, quen chưa? Thì lúc này bạn chỉnh nó to nhỏ cũng được tùy bạn. Như bạn thấy cái lớp da ta nè, nó lớp da ta nó cũng tương đối là nhỏ thôi, nên chúng ta chỉnh cái hộp này nhỏ lại, ví dụ đang là 10 cm, bạn cho khoảng chừng 5 thôi, ok ha, khoảng 5 thôi. Rồi nó đẹp đẽ rồi, đẹp hình rồi. Hoặc là bạn thấy nó hơi to, bạn cho nó khoảng 4 thôi. Rồi rồi sao nữa bạn, làm ta được cái phần điểm chuyển động của cái tay rồi. Thì quên á, để tôi bật cái phần mà chatter object lên cho bạn xem. Đây làm y chang của người ta luôn, người ta đây là có cái điểm này điều khiển nè bạn, IK nó. Rồi kèm theo cái điểm này là cái điểm điều khiển cái cụ chỏ, thật ra là xoay cái bả vai thôi, nhưng mà ta để đây. Rồi ta sẽ làm hai điểm này trước ha, tôi quên nói, phải nói trước. Rồi ta sẽ làm y chang như nè. Rồi đích vô đây, ta mới vừa xong được cái điểm đầu tiên đó. Thì cái điểm này bạn thấy là tô màu nó bạn, như ta nói rồi á, đây là tay trái thì bạn thấy tô nó là cái màu gì đó tùy bạn. Bạn chọn cái điểm mà ta mới vừa gọi nè, đây là chỉnh cái tên đó, cái hình dạng nó, rồi cái bán kính, rồi cái màu sắc nó, bạn chỉnh đây nè, đóng tiêu rồi, display color bật on nó, hiện tại nó đang là cái màu trắng không, bạn muốn chuyển màu gì đó tùy bạn. Ví dụ như tay trái thì màu xanh lá cây, ô xin lỗi, màu xanh dương, tay phải thì màu đỏ, còn không thì bạn muốn để màu gì đó tùy bạn. Ví dụ tôi để màu trắng gì luôn ha, cho dễ thấy. Rồi tiếp tục tới gì ta. Rồi tiếp tục ta còn sinh ra cái bả vai, sinh ra cái điểm điều khiển cái cụ chỏ nữa. Thì bạn thấy ở đây nó sẽ có cái chữ pole nè bạn, add pole nè, click vô đây đó. Thì nó sẽ tạo ra ta một cái đối tượng mới có tên là xương cổ tay. Thấy giờ cái này nó điều khiển cái xương cổ tay để chữ go nè đó. Để tiếng Việt để các bạn thấy dễ thấy hơn nè, điều khiển cái xương cổ tay chữ go, rồi điều khiển cái xương bao xương vai là cái chỗ xương vai này. Hiện tại nó đang là một cái chấm thôi, nó đang trùng với vị trí này nè. Ta sẽ cho nó lớn lên, cho thay đổi hình dạng nó cho bạn thấy. Ví dụ như cái xương này thường ta sẽ chọn hình tam giác, hình kim tự tháp nó. Rồi với cái vị trí nó thường nó ban đầu nó hơi bị tào lao, ta sẽ cho vị trí nó ra ngoài đây một tí, ok ha. Rồi với lại cái kích thước nó hơi to, ta cho nó nhỏ lại, chọn cái này cho khoảng chừng 4 thôi nó, thấy chưa, 4 thôi. Rồi xong đó bạn. Rồi với lại lưu ý bạn một điều là thường người ta làm là ta sẽ ẩn bạn, ẩn đi những cái cọng dây chằng đi, tại đang làm thì cho bạn hiểu thôi, chứ người ta làm thực tế ta sẽ ẩn các bạn. Thì muốn ẩn thì bạn lít vô đây nè, display ẩn cái cọng dây chằng màu xanh lá cây nè, lít vô đây đó. Ẩn cọng dây màu tím này thì lít vô đây non, thấy chưa, ok ha. Rồi ví dụ như ta làm demo cho bạn xem, ví dụ ta chọn đây, ta chuyển động thử cho bạn xem, ví dụ như đưa cái tay đưa ra phía trước gì, đưa ra phía trước gì, rồi
Đó. Rồi, thấy chưa? Giống như chúng ta đã học như cái phần mà gắn xương trái tôm sắc chưa? Rồi cái ông này tôi quên á, ta cho nó có màu đi bạn. Bật có màu lên cho nó. Bạn cho màu gì cũng được ha, tôi đang để nó màu trắng cho nó dễ thấy. Đó, bạn chỉnh cái này, nó đang chỉnh cái khớp vai nè. Nó xây cánh tay, giống như ta thật ra ta xây giống như xây cái cùi chỏ nha. Thấy chưa? Thấy giống chưa? Ctrl Z lại đi. Rồi, ý. Ctrl Z nhưng mà phải giữ cái màu nó lại. Tôi quên. Rồi. Xong ha bạn. Này bạn làm tay trái như tay phải thôi. Cái này không biết nó có đối xứng không ta. Để tôi làm thử đây. Tôi chưa từng thử cái này có đối xứng không ha. Bật cái tractor lên. Đấu tiêu rồi. Nguyên cái nhóm công cụ đây là. Lôi nó ra ngoài đây đi bạn. Lít vô cái mirror tool nè. Không quên. Đầu tiên ta phải chọn cái gì cần đối xứng chứ. Quên nữa. Thực ra cái này chúng ta... đúng rồi, tôi khuyên các bạn nãy tôi quên đó, chúng ta phải đặt những control làm hết tất cả đi rồi chúng ta hãy đối xứng vào cái tay bên đây. Tôi quên ha, bao gồm cả những cái điểm control luôn. Ta làm hết tất cả một bên tay đi, rồi một bên chân luôn, làm hết tất cả là chúng ta đối xứng. Còn trong trường hợp này tự nhiên chúng ta chưa làm xong mà ta đối xứng chi mất nó mất công. Mất công hỏi chúng ta làm lại y chang gì nữa. Ta lấy ví dụ thử ha. Thử ta sẽ đối xứng thử ví dụ như ta chọn thử hai cái điểm này coi. Chỗ này như thế này ha. Rồi ta sử dụng mirror tool thôi. Rồi nhắn thử cái chữ mirror thử đây. Kiểm tra lần cuối là X đúng rồi. Đổi tên thành L, R, quay rồi. Nhắn thử các bạn. Ồ, hay quá, nó đối xứng được luôn nè bạn. Nhưng mà thật ra đối xứng cái đó thôi. Nhưng mà tôi kiểm tra thử nó có cái thẻ IK không. Phải kiểm tra các bạn, coi có thể IK không ha. Thì L xương vai thì bên kia là R xương vai đâu, R xương vai đâu. Này L xương ức nè, R xương ức đây. Thấy chưa, nó thật ra nó chưa có thể IK các bạn. Phải tôi khuyên các bạn hồi nãy tôi quên ha. Đây là cái kinh nghiệm xương máu. Thì các bạn phải làm hết, control hết tất cả một bên đi. Rồi các bạn sẽ đối hai đối xứng qua. Còn các bạn không nên gấp gáp quá, chưa có gắn điểm control bạn đối xứng. Rồi, thì trong trường hợp là giả sử như tôi xóa một bên lại nha, tôi xóa một bên đi. Tôi chọn cái phần xương rồi xương ức nè, tôi xóa hết nguyên cái này luôn. Xương vai. Nó sinh ra tôi cái chỗ vị trí sai luôn nè. Rồi, tôi chọn nguyên cái xương ức này tôi delete luôn nha. Đó. Rồi, còn cái điểm những cái điểm control đó tôi xóa luôn bạn. Điểm control mà chi dưới R trước á là bên tay phải là xóa luôn đó. Rồi cái chân này tôi xóa luôn đi bạn. Tôi phải kinh nghiệm ha, bạn phải làm gắn xương xong rồi tạo những điểm control xong rồi sau đó bạn hãy nhân bản qua. Đó là kinh nghiệm xương máu. Thậm chí là bạn hãy gắn cái quay luôn bạn. Một chút chúng ta liên kết cái quay chứ. Chúng ta liên kết cái quay luôn rồi chúng ta hả đối xứng vào bạn. Ok ha, cứ làm hết một bên đi. Rồi. Hoặc là bạn đối xứng trước cũng được, nhưng mà có tới chỗ đó thì tùy bạn thôi. Nếu bạn bạn làm một bên quay á, bạn đối xứng một bên, còn không thì bạn làm hai bên. Rồi, còn trong trường hợp này chúng ta làm cái bước này trước đi. Giờ tôi xóa lại cái bằng cái chân đi bạn, chọn cái chân nó đi. Đây nè, cái chân này là của gì ta, cái xương đùi phải đây nè, đúng không, xương đùi phải nè, nhấn xóa hết luôn đó. Ok ha, cứ mạnh dạng mà xóa không gì hết. Cái con mắt nữa, nếu bạn cảm thấy con mắt nó dư thừa thì bạn xóa con mắt luôn. Chúng ta con mắt có gắn xương đúng không, có không, có thì xóa luôn. Rồi, nhưng mà đại khái là bạn cứ gắn xương xong, gắn điểm control xong, hả copy qua, hả mirror qua. Rồi ok ha, giờ tiếp tục thôi. Thì giờ tới xương chân, bạn cũng làm y chang vậy, bạn chọn cái xương chân này. Đây là cái gì bạn, đây cái xương đùi. Rồi, xương đùi chúng ta. Thì chúng ta sẽ lít chuột phải vô nó, chọn ra cái điểm IK, gắn thẻ IK. Đây, rồi. Chúng ta kết nối với điểm nào bạn? Xuống cái mắt cá chân dưới đây nè, IK xuống mắt cá chân đây nè. Rồi mắt cá chân là cái chữ L, mắt cá chân ta có biết tên sẵn luôn nè. Nên ta lít vô đây. Rồi ta chọn cái test nè. Nè, nó ta biết cái tên ha bạn. Ta biết rồi nên ta khỏi lít vô đây ha. L mắt cá chân nè, lít L mắt cá chân vô đây. Lo dấu and là xong. Rồi, cái chữ gold thì bạn cứ lít vô đây.
nó sinh ra cái gòn. Rồi ta cho cái gòn quên á. Cái ta sinh ra cái điểm gòn này, điểm gòn này ta cho nó to lên đi bạn. Nó cái này cũng giống như dưới ha, ta sẽ cho cái bàn chân ta cho hình hộp đi. Rồi. Cái trục nó đang là cái trục kỳ quá. Bạn cho nó là trục cái hướng đó bạn, hướng hướng nào nè. Không thì ta cho nó xoay bạn, chúng ta bạn cho nó xoay theo cái hai chục độ đây, bạn xịt đây. Bạn qua cái hai chục độ nè, bạn cho tất cả bằng không hết đi. Nó cho nó ngay lại bạn, thấy chưa? Cho nó ngay lại. Rồi bạn muốn chỉnh cái độ dẹp gì đó thì các bạn chọn nó bằng chỉnh bình thường thôi, như nhấn phím T để cho nó. Thì xin lỗi, bạn phải lít nó chuyển sang polygon được không? Thôi để nó nguyên như đừng quậy nó. Bạn có thể chỉnh đây nè bạn. Nhiều như bạn cho cái trục trục này nó dài ra tí, đại khái gì đi. Rồi cái nào đó cho nó dẹp dẹp lên tí. Rồi đại khái gì đi bạn ha, chúng ta chỉnh nữa sau này bạn muốn thì bạn chỉnh sao? Chỉnh cái lớp da sao đó. Nó hơi bự đúng không? Nó hơi quá bự luôn rồi. Cho nó ngắn lại. Cái vị trí nó hơi bị sai bạn ha, ta cho thấp lại xuống. Lưới lúc này ta đang chỉnh nên ta chỉnh cái thành ra ta chỉnh cái xương luôn đó, nên cẩn thận lúc này ta không có chỉnh vị trí nó. Nó ta chỉ chỉnh cái hình dáng nó thôi, chỉnh cái hình dáng nó thôi bạn, chỉnh cái hình dáng nó thôi. Và những cái này chút chúng ta sẽ cho nó đóng băng cho tham số nó bằng không lại. Rồi để tôi chỉnh cho nó hơi dẹp dẹp xuống tí bạn. Rồi vô đại khái là chỗ này đi ha. Rồi vô như vậy đi. Rồi. Rồi sau khi làm xong á thì bạn muốn cho là đóng băng nó bằng cách này bạn. Nhấn region để sau này cái tham số mặc định của nó ban đầu bằng không là nó sẽ là vị trí này. Tôi quên nói bạn ha. Chúng ta chỉnh nó thêm cái chỗ cánh tay nữa. Rồi, ta sẽ sinh ra cái xương đầu gối bạn, cứ như đây. Cái xoay đầu gối chúng ta lít vô cái chữ go nè. Thấy chưa? Rồi nó đã sinh ra được cái vị trí đang trùng đây luôn nè. Giờ chúng ta sẽ cho nó to ra. Đây, xương đùi nè bạn. Xương đùi đây. Đây là xương đùi nè. Chấm pole nè, bạn sẽ cho nó là cái hình gì bạn? Thường đây ta sẽ cho hình dynamic. Đó. Rồi cái hướng hình như là hướng hơi ngược rồi, trừ z. Rồi sau đó bạn cho nó nhỏ là khoảng chừng 4 thôi. Cái vị trí hình như là hơi có vấn đề tí. Trừ y, trừ 1 cho nó xoay vô trong. Rồi, cái vị trí này nếu bạn chỉnh bây giờ nó rồi lôi nó ra ngoài tí như thế này. Ok ha. Thường thì bạn thấy người ta kéo lên trên. Rồi đại khái là gì đi. Rồi, sau khi xong bạn nhấn region. Rồi cho nó tô màu trắng đi, cắt cái kia, mấy cái kia nãy tôi quên. Cái này tôi quên. Cho nó màu trắng hết rồi. Nó. Và bạn cho tham số nó đóng băng về bằng không hết ha. Nè, tất cả về bằng không hết. Nhấn cái chữ này region đi bằng không hết. Rồi với là những cái mà điều khiển này tôi khuyên các bạn là nên dục ra ngoài đi, không có để chung với cái xương chậu. Mấy cái xương này tại vì nếu sau này bạn chuyển động xương á thì nó sẽ chuyển động theo. Nên tôi khuyên các bạn là cứ dục ra ngoài hết. Nó dục ra ngoài đây hết. Rồi, thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Bạn dù bạn chuyển động thì nó cũng vẫn chuyển động bình thường à, nó không ảnh hưởng gì hết, không có làm sai chúng ta. Rồi ta lục dục ra ngoài nè. Rồi nãy cái xương vai ta đâu bạn? Ta lít như nó coi. Ta nó nằm trong đâu đó đây nè, ta lôi ra ngoài luôn. Lôi ra ngoài luôn các bạn. Ra ngoài cùng đây luôn đi. Đó. Rồi. Hơi lôi ra như là nó bị sai vị trí á, coi lại vị trí coi sao tự nhiên nó do cái tay này nãy nó bị cái vị trí gì bạn. Nãy chúng ta có chỉnh gì không? Mà sai vị trí rồi. Nãy chúng ta có chỉnh gì bạn? Rồi, ok ha,
dụ như vậy đi. Rồi chúng ta sẽ lít cái vị trí nó về về bằng không hết. Rồi đây bằng không hết luôn, đóng băng rồi. Rồi bạn sẽ lôi nó ra ngoài đi bạn. Ví dụ như bạn sẽ sau đây mới có một cái à, còn cái xương đùi đây đâu. Ê, cái này nó lôi dễ trùng quá ta. Thôi giờ tao on g đi, on g tao lập bằng cái rút, nó rút đi bạn, để tao lôi vô cái rút cho dễ, rồi cái cho nó đừng có chạy lung tung, thấy chưa. Rồi tại tao tao xác định tên lại, đây là xương mắt cá chân nè đó. Rồi còn đây là xương đùi, ok. Rồi còn đây là anh ta sẽ lôi cái phần gì bạn, lôi cái phần xương cổ tay ra, ta lôi đại vô cái nôi này đi ha. Rồi chút ta sẽ gặp nhóm lại sao. Rồi thì đây là chính là xương xương cổ tay, hình như sao nó hay bị xương cổ tay. Còn đây là xương vai, ok ha. Rồi sao ta lôi ra ngoài như nó hơi bị lệch lệch gì á, ta cần Ctrl Z ra coi, thấy chưa. Hai cái này ta hay gặp chung một cái nhóm đi bạn, nhấn on g rồi lôi ra ngoài đây, lôi ra ngoài, lôi ngoài đây rồi, ok ha. Rồi thì một chút cái chỗ thì bạn sắp xếp cái này nè bạn, sắp xếp đặt tên sao cũng được, nhưng mà tôi khuyên các bạn, khuyên chân thành các bạn là bạn nên sắp xếp theo đúng thứ tự của cái hàng xương luôn, thì sau này chúng ta dễ, sau này chúng ta dễ tìm kiếm hơn, chứ bạn để lung tung cũng được, nhưng mà tôi khuyên các bạn là nên sắp xếp theo đúng vị trí luôn bạn. Ví dụ như đây là cái bắt đầu mọi chuyện nè. Rồi thì cái này là cái phần đầu tiên là cái chỗ xương này, là xương gì, xương đùi nè, tôi cho này là ở phía trên đi. Rồi xuống tới là cái mắt cá chân đó, làm đúng theo thứ tự luôn. Rồi còn cái xương cánh tay này á, thì nó một chút chúng ta sẽ làm cái phần xương bụng nữa, thì cái đó là cái xương tay này, nó là xương con của cái xương chỗ ức này, xương bụng này, cái chỗ ngực này đó. Thì chúng ta cứ để tạm đây đi bạn ha, để tạm đây đi, còn không thì bạn dục vô trong đây luôn bạn, để tạm đây đi ha, để tạm đi. Rồi để tạm thôi bạn, chứ chưa phải là cái chỗ cuối cùng của cái xương này đâu ha, ta còn sắp xếp những cái xương này lại sao. Rồi làm tới đây thì nên lưu bằng Ctrl S luôn đi. Rồi xong đó, nó là những cái cơ bản ta ta làm gì là ok rồi. Xương tay xương chân. Giờ tới cái phần ngón tay, ngón tay bắt đầu nó hơi khó nè. Hình như cái tay này nó đang bị lệch cái gì đó. Tôi thấy nãy giờ cái chỗ xương tay này nó chạy tùm lum hết à. Nó làm cái ngón tay ta nãy giờ bị lệch nhiều lần rồi. Do cái xương, do cái điểm Ctrl ta chỉnh á, ta chỉnh nó chạy hay gì á. Thế nào? Thấy không? Do ta chỉnh đó, chứ phải nó chắc là do ta chỉnh đó. Ta nhìn từ trên xuống coi, chọn lại cái xương cổ tay, nhìn từ trên đỉnh xuống nè. Ok ha, do ta chỉnh gì đó, ta trong lúc ta làm á. Rồi còn cái xương này thì bạn hãy chọn cái này, bạn chỉnh lại cái điểm xương này như là nó hơi bị sai sai gì nè, nhấn R xây vô coi. Nhấn E coi. Sao xoay hết được rồi. Ta đang chọn cái gì à? Đang chọn cái ngón tay. Đang chọn ngón tay bạn. Chọn cái điểm này. Đây rồi, cái điểm này. Chọn điểm này. Rồi nhìn ý, nhìn từ các hướng nha bạn. Này ta đang nhìn từ trên đỉnh xuống nào, thấy nó. Rồi nhìn từ bên hông nữa coi, hình như cái xương nó đang bị sai sai gì đó, nó đang bị thấp quá. Thôi tạm ngưng video này bạn, video cũng dài để tôi chỉnh sao đi, mất thời gian quá. Video sau ta sẽ tiếp tục tới những cái control khác các bạn. Ta làm được hai cái xương IK rồi, IK chỗ bả vai với cái chỗ xương hông nè, cái chỗ cái đùi nè. Rồi ta chỉnh cho đúng cái đi, rồi ta sẽ tới cái phần làm cái IK của từng ngón tay bạn. Cái này cũng tương đối là hay nè, cái này hay nè. Để chút tôi chỉnh rảnh, tôi chỉnh lại cái vị trí này đi, nó hơi bị lệch rồi. Rồi sau đó tôi sẽ chỉnh lại cái làm ra cái IK tương tự như cái nãy giờ ta làm ở cái chỗ cái bả vai với cái đùi. Ta sẽ làm IK ở đây,
cho từng ngón tay thì nó sẽ là 5 ngón tay là 5 cái chuyển động IK bạn, từ chuyển động từ cái đây cho tới cái đầu ngón tay nó. Ok ha. Rồi ta kết thúc video này đi. Cũng tương đối là dài rồi. Tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phan.tú.com. Hẹn gặp lại các bạn.